Chào mừng các em học sinh lớp 4 đang chuẩn bị lên lớp 5. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong chương trình toán lớp 4. Và khóa học này, cô sẽ giúp các em có thể ôn tập lại toàn bộ kiến thức toán lớp 4 để có một nền tảng thật vững chắc để chúng ta có thể học được chương trình toán lớp 5 một cách thật hiệu quả. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khóa học ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5. Trước hết, cô sẽ cùng điểm lại những nội dung chính về chương trình toán lớp 4 mà các em đã được học. Đầu tiên, chúng ta được học về chương số tự nhiên. Chương số tự nhiên, cô sẽ nói về một số nội dung chính như sau. Đầu tiên, các em đã được học về các số tự nhiên và cụ thể ở đây chúng ta học tới các số tự nhiên có 6 chữ số. Cô đưa ra 10 chữ số như thế này, từ 0 tới 9. Thế thì khi đó các số tự nhiên có 6 chữ số, chúng ta sẽ có thể sắp xếp các chữ số sao cho tạo thành một số tự nhiên mà bao gồm 6 chữ số. Ví dụ như ở đây, cô sẽ có, đây là số 183.294. Chúng ta sẽ có tên gọi của các hàng như sau. Đây là hàng đơn vị, tiếp theo là đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn hay có tên gọi khác là hàng vạn. Và cuối cùng là hàng trăm nghìn. Chú ý rằng bởi vì đây là số có 6 chữ số nên hàng trăm nghìn không thể là chữ số 0. Các số có 6 chữ số thì bao gồm 2 lớp. Đây là lớp đơn vị và đây là lớp nghìn. Tiếp theo, chúng ta sẽ được học về cách so sánh các số tự nhiên. Ví dụ ở đây cô có hai số là 75.213 và 5.713. Cô thấy rằng số này có 5 chữ số, còn số này chỉ có 4 chữ số. Vậy ta sẽ khẳng định ngay số có nhiều chữ số sẽ là số lớn hơn. Vậy với trường hợp hai số mà có cùng số chữ số thì sao? Chúng ta sẽ so sánh từ trái qua phải. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng số này sẽ nhỏ hơn số này. Tóm lại, so sánh các số tự nhiên, chúng ta có khẳng định thứ nhất, số nào có số chữ số lớn hơn thì số ấy sẽ lớn hơn. Với trường hợp hai số cùng có một số chữ số thì chúng ta sẽ so sánh chữ số từ trái qua phải. Ở đây chúng ta thấy hai chữ số 8 bằng nhau, hai chữ số 9 cũng bằng nhau, hai chữ số 5 bằng nhau và tới đây thì số 2 nhỏ hơn số 7. Như vậy, số 895.265 sẽ nhỏ hơn số 895.713. Đó là nội dung chính của chương số tự nhiên. Tiếp theo, chúng ta chuyển qua chương thứ 2 cùng nói về phân số. Trước hết, ta sẽ nói về hai phân số bằng nhau. Ở đây cô có phân số 7/5 và 21/15. Chúng ta đã biết về tích chéo, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. 21 x 5 thì bằng 105. 7 x với 15 cũng bằng 105. Như vậy hai tích chéo bằng nhau và chúng ta suy ra được hai phân số này sẽ bằng nhau. Cặp phân số tiếp theo là 3/8 và 5/16. Cô sẽ kiểm tra tích chéo và thấy ngay rằng 8 x 5 thì bằng 40, nhưng 3 x 16 lại bằng 48. Như vậy, hai tích chéo không bằng nhau hay hai phân số này sẽ không bằng nhau. Từ đó, cô nhắc lại, hai phân số A trên B bằng C trên D khi và chỉ khi chúng ta có tích chéo A nhân D bằng B nhân C. Tất nhiên ở đây, với định nghĩa của phân số, thì B và D phải là các số tự nhiên khác không? Tiếp theo, cô nói về cách rút gọn phân số. Giả sử cô có phân số 21/15, ta thấy rằng 21 và 15 cùng chia hết cho 3. Như vậy, chúng ta thực hiện phép chia cả tử và mẫu với số 3. Sau đó, chúng ta sẽ được phân số 7/5, thì đây chính là bước rút gọn phân số. Tương tự, 18/24 cùng chia hết cho 6. Vậy thì chúng ta chia 18 cho 6 được 3, 24 chia 6 được 4 và phân số rút gọn là 3/4. Phân số khi mà không thể rút gọn được nữa, cụ thể ở đây chúng ta có hai phân số 7/5 và 3/4 thì được gọi là các phân số tối giản. Thông thường khi rút gọn phân số, chúng ta sẽ cố gắng đưa về phân số tối giản.
Việc rút gọn phân số chính là dựa vào tính chất cơ bản của phân số. Nếu như chúng ta cùng nhân hoặc cùng chia tử và mẫu của một phân số với một số tự nhiên khác không, thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số ban đầu. Tiếp theo, sau khi học về rút gọn phân số, chúng ta được học về cách quy đồng phân số. Quy đồng phân số nghĩa là chúng ta sẽ cùng biến đổi để đưa hai phân số không cùng mẫu số về cùng mẫu số. Cụ thể hơn, cô có hai phân số 1/4 và 2/3. Với phân số 1/4, cô nhân cả tử và mẫu với 3 thì được phân số 3/12. Phân số 2/3 thì cô nhân cả tử và mẫu với 4, được phân số 8/12. Và ta thấy rằng hai phân số này đã được đưa về hai phân số có chung mẫu là 12. Và đây chính là bước quy đồng mẫu số của hai phân số. Việc quy đồng mẫu số của hai phân số sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các phép biến đổi hoặc là các bài toán về sau. Cụ thể ngay sau đó là so sánh phân số. Với hai phân số cùng mẫu số thì phân số nào có tử nhỏ hơn, phân số ấy sẽ nhỏ hơn. Ở đây ví dụ là 1/4 sẽ nhỏ hơn 3/4 bởi vì 1 nhỏ hơn 3. Tiếp theo, với hai phân số có cùng tử thì phân số nào có mẫu nhỏ hơn, phân số ấy sẽ lớn hơn. Với hai phân số khác mẫu như là 1/4 và 2/3, chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của hai phân số này. Khi đó ta thấy 3/12 nhỏ hơn 8/12, vậy thì 1/4 sẽ nhỏ hơn 2/3. Một cách so sánh phân số nữa đó là so sánh phân bù. Ví dụ như đối với hai phân số mà mẫu rất lớn, chúng ta không thể thực hiện được phép quy đồng. Chúng ta sẽ so sánh hai phân số này bằng cách so sánh phân bù, nghĩa là phân số 2015/2017 sẽ được biến thành 1 - 2/2017. Tương tự như thế, 2016/2018 cũng sẽ bằng 1 - 2/2018. Đây chính được gọi là phần bù của phân số này. Đây là phần bù của phân số này. Tới đây chúng ta so sánh hai phần bù, nghĩa là 2/2017 và 2/2018. Ta thấy ngay 2/2017 lớn hơn, như vậy 1 trừ đi nó sẽ nhỏ hơn. Nói cách khác, phân số bên trái sẽ nhỏ hơn phân số bên phải. Đó chính là cách so sánh phân số bằng cách so sánh phân bù. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập lại các phép tính liên quan tới phân số, bao gồm cộng, trừ, nhân và chia. Muốn cộng hai phân số khác mẫu, chúng ta quy đồng mẫu số của hai phân số này rồi giữ nguyên mẫu và cộng tử. Và đây chính là bước minh họa cho việc cộng hai phân số khác mẫu. Sau khi cộng, ta được phân số 35/14, hoàn toàn có thể rút gọn. Ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 7, được phân số 5/2. Phép trừ hoàn toàn tương tự. Tiếp theo là phép nhân hai phân số. Chúng ta chỉ cần nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Sau khi nhân hai phân số này, được phân số 30/63, chúng ta tiếp tục rút gọn là phân số 10/21. Tiếp theo, đối với phép chia hai phân số, chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai, nghĩa là 2/5 - 4/9 sẽ bằng 2/5 - 9/4, và tiếp tục nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Tới đây chúng ta thực hiện rút gọn luôn và được phân số 9/10. Đây chính là các nội dung chính của chương 2 học về phân số. Tiếp theo, chương 3. Chương 3 chúng ta nói về các phép tính với số tự nhiên, bao gồm phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Đầu tiên cô muốn nói tới phép cộng. Phép cộng của chúng ta thì có hai tính chất quan trọng, đó là tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Giao hoán nghĩa là đổi chỗ các số hạng cho nhau thì tổng sẽ không thay đổi. Còn tính chất kết hợp, muốn cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba, chúng ta có thể lấy tổng của số thứ nhất với số thứ hai cộng với số thứ ba. Cách tính chất này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong các phép tính toán.
Đối với phép nhân thì chúng ta cũng có các tính chất như là giao hoán, tính chất kết hợp. Ngoài ra, chúng ta sẽ có thêm tính chất nhân với 10, nhân với 100, nhân một số với một hiệu và nhân một số với một tổng. Đối với phép chia thì cô sẽ lưu ý, đó chính là dấu hiệu chia hết. Chúng ta có dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5 và cho 9. Ngoài ra, các em cũng đã được học phép chia cho số có 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số, vân vân. Phần lý thuyết cụ thể các em có thể tìm hiểu trong bài giảng cho từng lớp học. Phần ôn tập này cô sẽ chỉ nhắc lại. Như vậy, với bài giảng này, cô đã ôn tập cho các em 3 chương của chương trình toán lớp 4, bao gồm thứ nhất, đó chính là số tự nhiên, thứ hai, phân số và thứ ba là các phép tính liên quan tới số tự nhiên. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố, ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức cô đã nói ngày hôm nay. Đó chính là các bài tập hè từ lớp 4 lên lớp 5 để các em có thể nắm thật chắc kiến thức lớp 4. Tuần sau, cô sẽ up bài giảng phần 2, ôn tập về các chương hình học, đo lường và giải toán có lời văn. Bởi vì đây là khóa học hè nên cô sẽ cố gắng ôn tập cho các em kiến thức một cách đơn giản, dễ dàng và dễ hiểu nhất. Để có thể thực hành được các dạng toán để nhằm có thể rèn luyện kỹ năng thật tốt trước khi vào lớp 5, các em hãy vào trang web olm.vn để luyện tập, rèn luyện kỹ năng, kiểm tra cũng như là hỏi đáp các bài toán khó cùng các bạn. Và tất nhiên, hãy đừng quên theo dõi kênh YouTube của OnlineMath để có thể cùng OnlineMath chinh phục môn toán. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.